Xin chào anh em của Cà Phê Nhân Phẩm. Phiên bản 10.13 ra mắt cũng đã được một tuần rồi, và có vẻ như các thay đổi của lần cập nhật này vẫn không tác động quá nhiều đến tình hình meta hiện tại. Loanh quanh vẫn là các nhà siêu công nghệ và pháo thủ. Nhất là khi Thiên Hà hệ sao đôi ra mắt thì tần suất siêu công nghệ vẫn cứ nhàn nhản mà thôi. Tuy nhiên, nếu muốn chơi khác đi một chút, đỡ bị KS bài một chút, thì anh em vẫn có một đội hình khá ổn mà mình giới thiệu ngay sau đây để leo danh trong giai đoạn này. Một đội hình tận dụng buff khá nhiều của Darius trong phiên bản 10.13. Vâng, đó chính là đội hình không tặc nổi loạn. Cùng đi tìm hiểu ngay sau đây. Đầu tiên như đã nói, 10.13 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Darius khi anh chàng được tăng rất nhiều giáp và kháng phép. Đồng thời sát thương kỹ năng từ cấp độ 2 sao trở đi cũng được bổ sung thêm đáng kể. Điều này đồng nghĩa với việc nếu ra Darius và tận dụng nó từ sớm, anh em hoàn toàn có thể thăm ngàn và kiếm được Queen Streak với tên bổ củi này. Mặt khác, không tặc cũng ít được các nhà sử dụng trong thời gian gần đây. Dù rằng đây là một tộc khá thú vị và không bị giảm sức mạnh từ suốt các phiên bản trước cho đến hiện tại. Chơi không tặc cũng đồng nghĩa với việc anh em sẽ chơi đồ cực ngon về sau khi có đủ 4 quân cờ thủ tộc này. Càng nhiều đồ hơn đối phương, tỷ lệ đạt tốt của các bạn sẽ càng cao hơn nhờ ưu thế về trang bị mang lại. Tuy nhiên về cơ bản, anh em vẫn cần một nòng cốt gánh sát thương về giữa trận trước khi Gangplank xuất hiện. Và lựa chọn pháo thủ Zinix là hợp lý nhất bởi nó đi liền với tộc nổi loạn. Trong đó, Kha'Zix có thể phối hợp cùng với Gangplank lấy bộc phá làm choáng diện rộng rất nhiều mục tiêu. Vậy bầu cờ của anh em sẽ có gì nào? 8 quân cờ mà bạn cần tìm kiếm bao gồm Grave, Jinx, Darius, Jayce, Zinix, Hukong, Aurelio Sol và Gangplank. Như vậy ta sẽ có 4 không tặc, 2 pháo thủ, 2 tiên phòng, 2 bộc phá và 3 nổi loạn. Lên chat 9, chúng ta có thể bổ sung thêm Thresh, vừa có thể kích hoạt được 2 thời không với Hukong, vừa kích hoạt được 2 ma tặc với Darius, đồng thời đẩy các quân cờ lên sân đấu để áp đảo đối thủ tốt hơn. Ok, đội hình vậy đã rõ rồi. Vậy đâu là những quân cờ chủ lực mà chúng ta cần ưu tiên cho trang bị vào trước? Tất nhiên, đó phải là pháo thủ đắt tiền nhất là Zinix. Đồng thời trước đó, hãy chuẩn bị các trang bị cho Darius, rồi về sau chuyển qua Gangplank. Với Zinix thì có lẽ anh em đã quá quen thuộc với cô nàng này rồi. Khi đi kèm pháo thủ Grave thì các món đồ gây hiệu ứng trong đòn đánh như bùa đỏ, diệt khổng lồ, vô cực hay cung xanh là những trang bị cần thiết cho cô nàng này. Ngoài ra một cái giáp thiên thần nữa để đảm bảo Zinix không bị sốc chết quá sớm trong giao tranh cũng là điều cần thiết. Con đường đi đến Zinix sẽ không thể suôn sẻ nếu như bạn không có một Darius khỏe đầu trận. Về quân cờ này thì hai món trang bị mạnh nhất cho hắn ta là nỏ sét và giáp thiên thần, giúp Darius sống lâu hơn, đồng thời giảm kháng phép các đơn vị xung quanh, qua đó bổ củi đau hơn so với thông thường, đảm bảo thêm khả năng kết liễu chúng để rồi còn tiếp tục nhảy sang các mục tiêu khác. Anh em cũng có thể lắp thêm găng bảo thạch hoặc mũ phù thủy để đảm bảo cú bổ của Darius là chất lượng nhất. Về sau ta hoàn toàn có thể bán các trang bị này đi mà lắp vào Gangplank để hắn ta phát huy sức mạnh về cuối game tốt hơn. Ngoài Gangplank, Darius và Zinix thì các trang bị về sau rơi ra khi chơi không tặc, anh em nên ưu tiên các quân cờ còn lại theo thứ tự như sau: Nước mắt nữ thần và gậy quá khổ Aurelio Sol. Các trang bị chống chịu như đai lưng, giáp, kháng phép dành cho Hukong, Jayce. Các trang bị còn lại thì cho Grave và Zig. Giờ đến phần xếp cờ nào. Khá dễ hiểu đi, đội hình này có 3 quân cờ nổi loạn xếp co cụm với nhau và chúng ta để nó ở góc bản đồ như trên màn hình. Các quân cờ còn lại xếp rải rác ở tuyến trên. Sau đó nếu Gangplank đã đủ đồ thì xếp ở trung tâm để có thể tạo nguồn sát thương tối đa từ cú dội bom. Còn lại thì phân bổ như trên màn hình là được nha. Ok, và triển khai đội hình này như thế nào cho hợp lý đây? Rõ ràng là nếu ra được Grave và Darius từ sớm thì anh em sẽ bắt đầu hoàn toàn có cơ sở để chơi đội hình này. Theo đó bạn cần ưu tiên lấy gậy quá khổ ngay từ đầu trận, bởi rất nhiều món đồ cần cho Darius và Gangplank sau này như găng bảo thạch, nỏ sét hay mũ phù thủy đều có thành phần từ nó. Khởi đầu với 2 pháo, 2 tiên phong hoặc 2 đấu sĩ, 2 không tặc cũng ổn áp. Miễn sao bạn đủ khỏe để kiếm Queen Streak từ sớm là được. Nhiệm vụ của bạn trên hết vẫn là up cấp, thế nên hãy nâng cấp đội hình ngay khi có thể để gia tăng tỷ lệ tìm kiếm những quân cờ mạnh hơn. Giữa trận là lúc anh em có thể chơi theo hướng 4 tiên phong, 2 pháo thủ với việc lấy trước một quân cờ như Lucian hay Ezreal để đi cặp cùng với Grave. Về sau đổi sang Zinix cũng được. Cũng nên sẵn sàng tư thế đổi sang bộ cờ tiên phong, xạ thủ hoặc xạ thủ không tặc nếu ra được Zihin hay Teemo từ sớm. Lúc này, để đội hình có thể đạt sớm được chest 8 nhanh nhất,
anh em cũng nên có thêm bát trong đội hình để hack kinh nghiệm. Còn nếu không thì cứ dùng lượng vàng có được từ không tặc để up thôi. Sau khi đạt được chest 8, bạn đã bắt đầu vào form đội hình với việc cần phải roll ra được Zenith 2 sao. Cùng với đó là việc có được bộ ba nổi loạn. Lúc này có thể kẹp Malphite trước nếu chưa có Aurelio Sol. Còn phía trên thì sử dụng Blitzcrank hoặc Rumble nếu chưa có Gangplank. Sử dụng Blitzcrank thì bạn có được 2 đấu sĩ kèm 2 thời không. Còn Rumble thì sẽ có thêm bộc phá khi kết hợp với Zeke. Sau đó để chắc ăn, anh em hãy tích tiền trở lại để lên chest 9 lấy Gangplank và Aurelio Sol sẽ ổn áp hơn là việc cố roll chúng trong tầm chest 8. Tỷ lệ phần trăm sẽ khó ra do chỉ có 6% mà thôi. Vậy những ưu nhược điểm của đội hình này là gì? Ưu điểm là mạnh về late game, lượng trang bị vượt trội nhờ không tặc. Nhược điểm là đa phần các quân cờ đều từ 4 đến 5 vàng, dễ toang tầm giữa trận nếu không làm kinh tế tốt. Lời khuyên cho anh em là bạn nên sử dụng đội hình này trong nhiều tình huống. Tuy nhiên tốt nhất vẫn nên chơi ở thiên hà Nico hay vũ trụ đổi lại để dễ dàng xoay ra quân cờ mình cần hơn. Và vừa rồi là những hướng dẫn cũng như một số lời khuyên cho anh em nhằm xây dựng đội hình không tặc nổi loạn này tốt hơn. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại trong phần bình luận bên dưới nha. Mình sẽ cố gắng giải đáp tất cả. Còn bây giờ thì cũng đã đến lúc kết thúc video rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những đội hình sau. Và đừng quên like, share cũng như theo dõi và ủng hộ Cà Phê Nhân Phẩm trong những nội dung sắp tới nha.